mình ăn thay không? Chỉ là mình là dạy mình ăn thay được. Ồ vậy hả? Ừ. Phụ nữ không bao giờ ngồi ăn thay được. Bảo đảm 100% muốn ai dám ngồi thân gần thay không? Không có. Mà nam giới mình thì vào ngồi được, ngồi chào thầy, ngồi chụp hình với thầy được, ngồi chụp hình với thầy được. Còn nữ là không bao giờ ngồi. Nó chẳng là tu theo nữ, nữ Lao, nữ Thái và tu bằng tu ở nói chung là theo Hindu. Có hầm nữa. Không có. Tại bên Iran thấy có nữ mà. Đây là trang phục tu sĩ màu trắng, giống như là tu Phật giáo tiểu thừa nhưng mà theo hệ phái Hindu, tại cửa khẩu Savannakhet, Lào, giáp với Thái Lan.